bước ra cà phê cùng anh em tao đập đá hút bóng hết kè ở ngoài. Lâu vô dữ vậy. Chăm chăm che là nó đi ra. Chào. Ba ba. Ở trong nhà anh em ba luôn nha. Ok. Cho lọc bùa hết sẽ lên nè. Ban luôn sạch lên. Mẹ bây giờ nó sẽ ban dây. Cá sấu nè. Thầy ơi, tôi kia ngon vậy. Nó ban được mình. Rồi chứa rồi đó, chứa rồi đó. Ban. Ừ. Chơi nè, chơi nó nè, cho nó nè. E nè, heo nè. Ok, rồi cho lọc, cho lọc mạng. Ok, bảo kê lọc về. Bảo kê lọc về. Cứ đứng này ok nha Tùng ơi. Ok. Canh bảo kê lọc về thôi, win game rồi đó. Anh em mình có cái bài chí á mà. Lùi tí vô lại, lùi tí vô lại. Rồi chưa có chiêu, chưa có chiêu. Rần kê. Chơi luôn sao. Ôi, em không tiêu được nha. Ok, lùi, canh lùi nha, lùi nha. Không sao nha anh em, canh lùi về được nha. Họ cái này đi giúp anh. Ok, ngon nè. Ok, gai chơi này anh em. Canh gai chơi nha, canh gai chơi. Đó đây, đó đây, đó đây. Đi, AD nè. Chơi được á. AD nó kìa. Tin nó kìa. Mid đi nè bơ. Tập trung. Mid. Bỏ còn 2 game nữa nha, anh em. Mid nè em ơi. Ê, chưa win được anh em ơi. Không win được, em được mà. Mình có đẩy thôi là em rồi, Tập trung nha, đừng có gì vui quá. Tập trung đẩy mắt bên nha anh em. Ok. Em sau có lên nha. Ê, cái này giờ không có Lộc, anh em cẩn thận xíu nha, okay. Ba chơi luôn á. Bỏ mày ra đi anh em, bỏ mày ra đi, đợi Lộc. Ê, đánh cái mắt hèn nè, Lộc TV boss Lộc hèn luôn nha. Ê, nó chơi nè, chơi cái này. Ê, không sao đâu nha, nó khùng quá, giờ đánh vô lôi đi, Lộc. Thằng em lát nha. Ok, chơi được anh em. Ok, giờ đánh vô lôi nha. Ê, nó chùm tụng cái gì kìa. Không sao nha anh em. Không sao, ngon. Ê, giờ đánh vô lôi anh em. Ok, win rồi đó. Đại lọc, đại nam từ đọc tới. Ê, cho lọc, dây, cho lọc không dây chứ được. Không cần đi. Ê, áp ca luôn. Cho lọc không dây chứ được không? Ê, nè, 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 chơi ích kỷ quá à, Tem ơi. Ai ích kỷ vậy? Tem ích kỷ vậy. Ê, anh... Anh được rồi. Tập trung game 2 nè, cái này anh chắc rồi. Cái này mình tập trung nha. Anh đánh lẹ 3 game tôi về tôi... Chà má đi vui đã. Tuần sau tao đi gấp việc rồi đó. Ai hồi ghét kìa. Đổ quá quý. Hồi ghét không lát nha. Hồi ghét không lát tao có rờ, tao canh quăng rờ. Hồi ghét này canh chờ ghét nha. Anh quăng nó lại chết rồi, ba giây nè, ba hai một nè. Hồi chừng hồi ghét nó thấy mày tao kêu được đó nha. Nè, chôm cái đầu nè, Ok. Chết lọc. Mà lọc đánh sao đánh nè. Và tao thường mắng là Alo. Nghe. Ê, nhớ để cái điều kiện thắng của mình nha mấy đứa. Dạ ok. Ê, hồi nãy em mới nhá cả hết rồi, chẳng nghĩ cho nó bàn này. Gì? Mình bá sáng không? Mình bá sáng không? Hồi nãy em mới nhá cả hết. Mình bá sáng không em ơi. Em nghĩ nè. Đó, nó bàn. Rồi em nghĩ nè, bít đô lát à cà lì. Này ngang ở nhà bày, này ngang ở nhà bày. Anh kia, đó kìa. 7k anh em, 7k anh em. Đứng cái này đi. Này ngang TV được á. 5k đánh được nha. Lui, chơi được nha. Ôi, vui. Chơi được nè, hậu. Ê, AD đi. Ok, AD nó nè. AD chơi rồi. Hay quá, hậu. Tùng bắn được anh em. Ok. Thằng mới dưng AD nó hết lát rồi nha. Mới chưa AD hơi lát rồi. Anh càng lên. Ê, dưới khó luôn, Ba bốn AD submit. Rông, ê, Baron nè, Baron. Nha. Mày để lòng mạng từ từ. Ê, đừng có Baron, rộng đi. Đừng có Baron nha, rộng nha. Ăn ai Baron luôn. Baron được mà. Nhà này. Nó TP được cái nha. Ăn lẹ được. Nó TP mình về, không sao đâu. Ăn lẹ về nha. Lúc tí thì mở ra. Lùi lại tí anh em. Giờ đánh vô lôi. Ê, lùi. Nó chàng bi kìa. Không sao nha. Ê, bắn khung ra được nè. Ừ, bắn đi anh. Tao chết rồi nha anh em. Bắn đi Tùng. Ê, chơi được kìa. Tùng bắn được anh em. Tùng này hết lá, Tùng bắn được pha này. Ok, hai. Luôn. Để xong chỗ này về. Ê, xong chỗ này về đi. Không được nữa đâu. Nè.
giờ tụi mình chế nhiệm vụ đã. Hao với bé thử có vơ tùng lọc với thằng kia, lọc với hầu kia thằng kia. Mày làm cái nhiệm vụ. Ok ok. Giờ cứ bắt là mình cứ hai anh em mình lo nhìn AD với mình đó thôi nha. Ok ok ok. Đánh nha. Đây là đi. Cái đánh nó trước nha anh em, cái đánh nó trước. Chú gà đánh nó trước. Ê luôn luôn, tiếp nha. Ê tớ xuống hông. Rừng lá. Ăn đi sao nào, Ăn đầu chứ đi bạn. Dạ đây nó kìa. Ok. Chuối. Rai à, phải luôn á. Hảo canh chám ở đây nè, có kìa. Ok. Để cho nó còn nó có cắm quần. Ê, có. Ok. Ê, thằng tổ mới đi nữa lộc ơi. Ok, lộc biết rồi. Ờ, tụi tao có chơi nó đâu mà tụi bay qua làm gì. Mấy hôm nay yếu tâm lý lắm. Ờ, lộc nói mà, mấy đầu nó có thể năm hàng ở boss hàng top. Nếu mà game sau nữa là nó sẽ năm hàng trên top. Ờ, không có nha. Ba game thôi. Ê kìa. Ê lục cái chứ phi vào. Ê MTB top nè. Được. Không có cần. Cần á, lộc. MTB này giết luôn nha, giết. Thằng Rai tele giết luôn. Ta giết luôn. Rai luôn. Ta đang tăng nó chơi đi bay, Ờ. Ôi. Đây lộc đi nha. Kêu là tele rồi. Em đúp nè, mình canh đánh cái là lại nó tìm biết cho nó biết chơi được cái này, chơi được nha. Tập trung. Thằng này bị gì nó có mà rón, nó có bạt kiểu gì vậy ta? Để ơi, mình có bắt đúng mà. À, được rồi, nè, nha. Không, tập trung rồi, giờ mình tập trung nè. Tập trung tụ lại rồi. Và cá bao nhiêu là mơ. Lôi. Cái nó thì bị nha, sau lưng nha, cẩn thận nè, cắt luôn đi nha. Bắt chung nha. Phải quýnh bình tĩnh lại. Em nghĩ vậy nè. Nó dí lên kìa. Nó bật cái nha. Nãy ra thì bị ở mid rồi mà. Giờ nó mà cứ đẩy lên cái MTB ngoài sau là quýnh tiếp á. Mid top rồi, không lát nha, mid top. Bây giờ anh em đánh tiếp nha, anh em đánh cánh đi nha. Ờ, đánh cánh đi. Cứ về đi. Thằng bi mà mất khiên đen nó lên đó nha. Ê, lạch đi nó đi không. Từ từ, nó cắt đồng hồ. Cứ về đi. Cắt qua bít này. K6 nè. Ok, lùi nha. Sắp hết rồi anh em. Giết hết luôn. Lùi xíu. Ok, nice. Em chết rồi kìa. Còn được. Nó chết hai chủ lực rồi. Em đi. Tập trung nha. Từ từ nha. Ta cover hả? Ta không vô được đâu á. Ờ, tập trung. Anh lên chù trên này, chù máu đi, hút máu cái. Nó lát rồi đó. Giết nó. Chơi K6 đi bay. Ê, nice rồi.
em đấy mọi người. Em đấy, tông. Đấy không em đấy. Ôi. Ôi. Xin lỗi, xin lỗi. Tông. Ôi sao vậy, mình em đi, đừng có play up mà. Giờ mình tập trung nè, mình tập trung nè. Mọi người đánh nghiêm túc rồi. Ai, tao tưởng ai là tao không có tính đeo luôn á nha. Là bực mình. Giờ mình đâu đi, mình đâu. Nhưng khi lớn mình thua sao ta? A few moments later. Thôi cái bà đi. Ma. À, sao không end đi bây? Sao không end đi? Phá ra không end vậy? Anh Tùng. Không sao nha, game 4 nha. Cho nó game đi. Lịch sử xuất hiện trận thua ngược này nha bây. Không, tao đánh mấy trận quan trọng nhiều rồi. Mình có thực lực, anh em thực lực hơn á, mình sợ gì? Đánh là lọc cái trước anh em, đánh là lọc. Ê, nó một trước nè. Ê, ta lại được lọc. Ê, lọc này, cắt TV nè. Bóng này, OK, hay rừng, dưới lùng. Ok, không giỡn nha. Anh em tập trung nha. Tập trung vô anh em ơi. Tập trung nghiêm túc. Ăn đi ăn được không? Ăn gì mất chứ mất không? Ê, chơi. Không lát. Làm. Rơi lại tung rơi này, nó có trúng á, Ok. Hai nãy rồi. Còn lát đâu. Anh đi. Ăn đây đừng giỡn anh ơi. Đừng chờ nó lộc ơi. Ok, xin lỗi nha. Sợ lắm. Cắt cái này được nha. Ê, được thằng đầu này thằng mới đó, gái tông mình nha. Bi. Ta có rồi. Xuống chơi đi, tìm nó không bao được đâu. Chơi đi. Ok, đóng rơi xuống. Wow, Bray bạn không chi vậy, được chưa, Minh Lộc. Anh em Lộc ơi, chắc chơi mạnh. Thôi đừng giỡn. Đừng chơi đây, tụi nó không bao được đâu. Cứ nè, bê xíu có rồi xuống chơi nữa, tụi nó không bao được. Tìm nó gì hiền mà. Mấy cái bánh mình đâu tôi đẩy đâu, không làm gì được đâu. Đừng giỡn nha Tùng. Đừng giỡn hoài nha Tùng. Nói như làng rồi. Chửi đi em. Anh cho phép em chửi đó. Lúc này. Đứng chờ rồng anh em, đứng chờ rồng á anh em, đứng chờ rồng đó. Lòng đang chơi đấy kìa. Lòng nhầm mày. Pha này đánh đấy vậy, đánh mít nó. Ê, cái canh ăn đi, thằng hậu rồi chẳng rừng nó kìa được kìa. Ăn đi bay. Em hù nó rồi đó. Lát rừng. Chơi được nha anh. Tao rồ luôn sao luôn. Lọc vô. Theo dưới hết luôn. Win đã bay. Chưa. Win rồi. Không quên, từ từ. Win rồi. Tao làm vậy tụi mày có nghĩ tao bán đồ không vậy? Có. Tao nghe nè, sao tao nói nha? Chưa quên anh em. Bán đồ đó. Tụi mày... Ôi trời, rõ. Không có đâu. Gì vậy? Thank you.